Chốt 37 môn thi đấu SEA Games 32, đoàn Việt Nam mất nhiều môn thế mạnh. Chủ nhà Campuchia đã chốt danh sách 37 môn thi đấu tại SEA Games 32, nhiều hơn một môn so với danh sách dự kiến. Môn thể thao được đưa vào cuối cùng là Bogato, môn võ truyền thống của Campuchia, được đưa vào chương trình thi đấu nhằm quảng bá cho nước chủ nhà. Bogato cũng là một trong ba môn truyền thống của Campuchia tại SEA Games lần này. Hai môn còn lại là Kun Khmer và Cờ Ốc Chan Chong, Cờ Ốc, môn khun khmer từng xảy ra tranh chấp về tên gọi với muay thái của thái lan các môn thể thao trong chương trình olympic như bắn cung canoeing rowing không xuất hiện tại sea games 32 điều này có thể ảnh hưởng đáng kể tới thành tích chung của đoàn thể thao việt nam do một số môn thế mạnh không được đưa vào thi đấu sea games 32 là cơ hội để campuchia quảng bá các môn võ truyền thống dân tộc với thế giới ông vat chambron tổng thư ký ủy ban olympic quốc gia ukraine và liên đoàn võ bogato nói Việc đăng cai tổ chức sự kiện lần này là dịp để Campuchia giới thiệu các môn thể thao bản sắc văn hóa dân tộc. Nếu không tổ chức với danh nghĩa nước chủ nhà, chúng ta không có cơ hội nào tốt hơn để bảo tồn và phát triển. Theo quy định, tối thiểu 4 quốc gia đăng ký tham gia thì mới đủ điều kiện để tổ chức môn thi đấu. Dù là môn truyền thống của Campuchia, Bogota có 6 nước đăng ký tham dự, gồm Việt Nam, Lào, Myanmar, Philippines, Indonesia và chủ nhà Campuchia để hướng tới SEA Games 32 giải Bogota Đông Nam Á sẽ được tổ chức cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 này. Trước đó từ ngày 24 tới ngày 28 tháng 3, khóa đào tạo trọng tài Bogota sẽ diễn ra. Ở SEA Games 32, Bogota có 16 nội dung thi đấu đối kháng đồng đội, 7 nội dung biểu diễn cá nhân đồng đội và 9 nội dung thi đấu đối kháng cá nhân ở các hạng cân 50, 55, 60, 65 và 70 nam. 45, 50, 55 và 60 kg nữ.